động viên giáo viên chăm sóc con công nhân. Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh vừa đến thăm và tặng quà cho giáo viên, bảo mẫu, người lao động ở trường mầm non khu công nghệ cao, lô T2, 1.1A, đường D1, khu công nghệ cao, phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 20 phần quà, 500.000 đồng mỗi phần cho bảo mẫu, nhân viên, giáo viên dạy con công nhân. Dịch COVID-19 phức tạp, kéo dài khiến giáo viên, nhân viên, người lao động của trường mầm non khu công nghệ cao gặp không ít khó khăn. Nhiều người tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, mong muốn tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của trẻ, nhiều giáo viên, nhân viên đã quay trở lại làm việc, hỗ trợ nhà trường thực hiện công tác khử khuẩn phòng chống dịch, bảo đảm điều kiện đón trẻ trở lại trường sau thời gian giãn cách vào sáng ngày 14 tháng 2. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!